nó mãi nó cứ lăn vuông. Làm kiểu gì mình làm trọn vẹn một cái này ai xây đều đấy. Mồm mở bỏ ư. Đây này, cái này dây thăng bằng đây này. Dây trong này cũng là dây thăng bằng. Cái này nó chưa, lúc giờ chỉ có bỏ gạch đi, nó đã là ấy, vừa bằng ở đây thì chỉ còn ba mấy phân đấy chứ. Bữa này mai bà bục. Cái gì? Nó ở cái cát này này, chứ không phải ở này. Đó không, không gì. Đóng được gì. Mai nó chưa chết, nó chả bỏ. Ngày kia nó chết rồi, nó mới cứng. Bao giờ đất vào xung quanh là cứng hết. Đây đây. Anh cắm điện gì? Bà biết này, cắm điện cho anh. Để anh ấy máy khoan. Máy khoan. Chúng ta đã để một cuộc để biết rõ ở đây chúng ta phải khác. Dân ơi, ra đây vét vữa vào đi để anh vào xây thành khung nước bắc cho con đất cho đỡ. Đúng rồi, để xây khung nước bắc. Quan đi. Ông biết thường của tôi chạy về đâu không bố, chết ở đây. Đây có hàng chất đầu nữa đây. Cái hàng đấy chết kìa.